Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, con muốn chia sẻ Phật pháp với một số người con thấy có nhân duyên bằng video bài giảng của sư để giúp người đó dễ hiểu hơn, thì con nên chia sẻ thứ tự các cái video nào? Con xin tri ân hai sư. Thứ nhất á, là chúng ta cần phải xem á, cái người đó họ có nhu cầu gì. Nó cũng giống như mình bố thí vậy đó. Bố thí vật chất thì mình cần phải xem người ta cần cái gì thì mình bố thí cái đó. Thí dụ như á, sư thấy cái đợt mà cúng dường trường hạ đó, mà cái gì đâu mà người ta đem toàn là mì gói vô người ta cúng các trường hạ, không sư nhìn là sư tội nghiệp dùm các thầy các cô nghe. Chắc có lẽ là người đời họ nghĩ là mấy thầy mấy cô ăn mì gói đi, ăn mì gói đỡ hết 3 tháng hạ đi, cho nên họ đem hết từ trời ơi cái thùng này qua thùng kia, tội nghiệp mấy thầy. Thì khi mà mình cúng dường á, bố thí làm phước, thì mình cần phải xem coi đối tượng họ cần cái gì. Khi thuyết pháp cũng vậy, sư cũng phải xem cái người mà lắng nghe họ cần cái gì, họ cần cái đề tài gì để mà mình thuyết cho nó đúng. Ngay cả sư còn như vậy, thì khi mà quý vị chia sẻ pháp cũng thế, quý vị cần phải xem coi là người cái người mình chia sẻ đó họ cần cái gì. Thí dụ như họ cần cái Phật pháp căn bản thì chia sẻ cái lớp Phật pháp căn bản. Họ cần hiểu về bố thí thì cho họ nghe về bố thí. Họ cần hiểu về giới thì cho họ nghe về giới. Hoặc họ cần biết về đời sống gia đình thì cho họ nghe về đời sống gia đình. Tức là mình phải biết cái gì phù hợp cho người ta. Chứ còn quý vị nói khơi khơi như thế này thì sư không thể nào đưa ra cái gợi ý cho quý vị được ha. Sư qua câu hỏi tiếp theo.